Việt Nam. Các bạn hãy đón nhé. Phần trình bày về đất nước Việt Nam và thành phố Hà Nội của các bạn lớp 4A nhé. Thức về Việt Nam nên hôm nay bằng những cái ngôn ngữ mà rất là dễ thương, các cháu sẽ thể hiện về Việt Nam của mình. Nếu mà có điều gì đó còn ngây ngô thì mong quý vị thông cảm. Đấy là những bước đầu tiên để các cháu hiểu, tìm hiểu về Việt Nam. Thì từng cháu một sẽ nói một cái phần của mình tìm hiểu. Và bây giờ mời các cháu từ phần một, các cháu lên thực hiện và nói to, nói rõ nha. Rồi, xin mời ai là câu số 1 nào? Nói to là chị hết. Vị trí nước Việt Nam có hình chữ S. Việt Nam ở vùng Đông Nam châu Á, nhưng nước láng giềng cờ biển với Việt Nam, Trung Quốc, Campuchia và Lào. Đây, cháu nhỏ nhất và mới đi học, các cháu cũng tìm hiểu về Việt Nam. Đây. Của nước Việt Nam có màu đỏ và ngôi sao màu vàng. Việt Nam chia là ba miền, miền Bắc, miền Trung và miền Huế. Thủ đô của Việt Nam có Hà Nội ở miền Trung, có thành phố lớn là Huế ở miền Nam, có thành phố lớn là Sài Gòn và gọi thành phố Hồ Chí Minh. Dân số của Việt Nam có hơn 90 triệu người. Kinh tế của Việt Nam chủ yếu là nông nghiệp, trồng lúa, rau quả, rừng và nghề đánh cá. Xuất khẩu nhiều nhất của Việt Nam là cà phê, tiêu, hải sản và gạo. Sông lớn của Việt Nam, Việt Nam em. Miền Bắc có sông Hồng, miền Trung có sông Hương và miền Nam có sông Cửu Long. Đúng rồi. Khí hậu của Việt Nam. Khí hậu của Việt Nam có hai mùa, mùa nắng và mùa mưa. Mùa nắng thời tiết rất nóng, nhiệt độ từ 30 đến 39 độ. Mưa rất nhiều. Những ngày lễ lớn ở Việt Nam, ngày Tết Nguyên Đán còn gọi là Tết âm lịch thì tính theo lịch của Vũ Trang. Đây là ngày năm mới của Việt Nam. Ngày rằm tháng 7, ngày 15 tháng 7 âm lịch là ngày Bảo Hiếu Mẹ Cha, là Lê Vũ Lan. Ngày rằm tháng 8, ngày 15 tháng 8 âm lịch là ngày Tết Trung Thu, ngày lễ của trẻ em Việt Nam. Ngày 30 tháng 4 là ngày thống nhất đất nước Việt Nam. Ngày 2 tháng 9 là ngày quốc khánh của Việt Nam. Điểm du lịch của Việt Nam. Việt Nam có bờ biển dài nên du lịch biển rất tốt. Vịnh Hạ Long, núi cảnh rất đẹp. Đà Nẵng, thành phố biển. Nha Trang, thành phố biển. Mũi Né thành phố biển, Vũng Tàu thành phố biển, Phú Quốc thành phố biển và Ninh Hải thành phố biển.
du lịch Huế, thành phố cổ lâu đời, du lịch Hội An, thành phố cổ. Du lịch Sài Gòn, thành phố lớn của Việt Nam, còn rất nhiều nơi khác. Chúng cháu mời tất cả cô chú bác và các bạn về Việt Nam du lịch. Hà Nội là thủ đô của nước Việt Nam. Hà Nội có Hồ Hoàn Kiếm, còn gọi là Hồ Gươm và Cầu Trinh Húc. Hà Nội có phố cổ Buôn Bán, Sầm Út. Hà Nội có chùa Một Cột. Hà Nội có chợ Đồng Xuân và chợ Đồng Xuân lớn nhất, có thể mua được nhiều thứ ở đó. Hà Nội có bán nhiều quốc tử giám là trường đại học đầu tiên nhất của Việt Nam. Hà Nội có nhiều trường đại học và trường phổ thông. Hà Nội có hồ Tây rất giàu người ta. Người ta có nhiều hồ Tây. Hà Nội có lăng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hà Nội có nhà rất lớn và nhiều giáo chiếu phim. Hà Nội có